Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Zico TV. Trong video lần này thì Hòa sẽ cùng chia sẻ với anh chị là thực tế một cái căn hộ hay là một cái khu căn hộ của Vinhome Smart City, cụ thể là khu GS3 Grand Sapphire thì nó sẽ như thế nào anh chị nhá. Thì hiện tại là Hòa đang đứng ở khu sảnh của GS3. Thì có rất nhiều anh chị là băn khoăn là mình cũng mới đến mà mình cũng chưa biết là cái khu này thì nó sẽ như nào. Thì Hòa sẽ làm video này để cho tất cả anh chị em chúng ta cùng hình dung dễ hơn về một cái tòa nhà của Vinhome thì thông thường nó sẽ bố trí như thế nào. Thì thông thường thì tòa nhà của căn hộ ở đây thì sẽ có một cái tầng hầm ở bên dưới anh chị nhá, tầng hầm để xe ở bên dưới. Sau đó thì mình sẽ có một cái tầng gọi là tầng dịch vụ shop house đây, lơ những cái quán cà phê đây, họ đang bán hàng hay là siêu thị đây. Đấy ạ. Như ở bên sảnh S2 này. Đó, và mình ở từ tầng 2 trở lên là những tầng căn hộ. Đấy, từ tầng 2 trở lên là những tầng căn hộ anh chị ạ. Thì từ tầng 2 trở lên là những tầng căn hộ anh chị nhá. Thì mình có thể là ở từ tầng 2 trở lên. Thì bây giờ thì ở dưới, à xin lỗi anh chị, là dưới, ở tầng dưới nữa thì còn có cả nhà sinh hoạt cộng đồng nữa anh chị ạ. Thông thường các cái dự án có nhà sinh hoạt cộng đồng thì nó cũng rất là hay. Cuối năm hay là các cái dịp cuối năm hay là có cư dân có thể tổ chức những cái buổi mang tính chất cộng đồng thì nó cũng mang nhiều cái ý nghĩa và nó mang lại cái sự kết nối cho các cư dân. Bây giờ thì xin được mời anh chị chúng ta cùng đi vào trong sảnh của căn hộ xem là trong đấy như thế nào anh chị nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần sảnh. Ở phần sảnh ở đây thì đối với những cái căn hộ như là của bên GS2 thì là chúng ta sẽ không có bàn lễ tân anh chị nhé. Mình sẽ có cái chỗ ghế sofa để mà mọi người có thể đến chờ đợi thang máy. Sau đó bên này thì thường là sẽ có một cái phần trang trí theo những cái mùa, theo những cái ngày lễ hội. Ví dụ bây giờ đang là Noel này anh chị này. Đó, thì chủ đầu tư họ trang trí như vậy. Và bên này sẽ có một cái máy mua đồ uống tự động. Thì để mà cư dân đi vào được bên trong của cái chỗ thang máy để lên tầng thì chúng ta ở đây chúng ta có hai cái hệ thống an ninh. Đấy, một là anh chị sẽ gọi lên cái tầng trên bằng cái bảng số này. Đấy, thì mình sẽ bấm cái số tầng, ví dụ 1402 là số tầng của tôi. Sau đó chúng ta sẽ bấm gọi. Thì như này thì sẽ gọi lên cái căn hộ của tôi. Đấy, thì khi mà chủ nhà nhận được cái thông tin thì họ sẽ ra xác nhận là đồng ý cho lên. Đấy, thì cửa ở đây thì sẽ tự động mở ra. Cái phần cửa ở đây sẽ tự động mở ra này anh chị. Đó, thì cái cân cửa ở đây, cái phần cửa ở đây, phần cửa ở đây sẽ mở ra. Đấy, thì tắt nha. Rồi, ok. Thì còn đâu cư dân khi mà được xác nhận rồi thì cửa sẽ mở ra và chúng ta khi mà họ đăng ký cho ta được 1 tuần 30 ngày thì đăng ký như vậy thì chúng ta lần sau chúng ta đến chúng ta chỉ cần đứng ở đây để xác nhận cái khuôn mặt ở đây thôi anh chị. Đấy, ví dụ như này thì cửa sẽ mở ra ở đây và chúng ta mở cửa ra. Thì bình thường chúng ta sẽ phải đi vào đây thì phải thông qua hệ thống an ninh như vậy. Rồi, ở đây mình sẽ có hệ thống thang máy. Đấy, khi mà họ xác nhận rồi thì xác nhận cái tầng rồi, lúc này chúng ta sẽ bấm thang máy và chúng ta sẽ lên một cái tầng 14 anh chị nhá. Đấy, đấy, xin chờ một chút và chúng ta bấm thang máy, chúng ta chờ và chúng ta sẽ xác nhận thêm một lần nữa ở bên trong thang máy để mà đi vào để lên được cái tầng của chúng ta. Ở trong cái sảnh thang máy này thì sẽ có cũng giống như các sảnh khác thôi, giống như sảnh khách sạn hoặc là một số cái chung cư cao cấp. Đấy. Dạ, em lên tầng 14. Vâng. Vâng, ok. Đây, sẽ xác nhận ở đây tầng 14. Thì tôi sẽ bấm tầng 14. Đấy. Chào chị. Đó. Như này là cũng không đúng đâu. Và trong thang máy là không được quay video, không được nói chuyện, nhưng mà sẽ gửi đến anh chị những video của anh chị nhé. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đi ra khỏi thang máy. Khi mà lên đến tầng, vâng, chào anh. Khi mà lên đến tầng này thì chúng ta sẽ có các cái tầng căn hộ ở đây. Ví dụ tầng căn hộ của tôi thì đang ở phía 1402 đây. Đúng không ạ? Tôi đang ở 1402. Thì ở trên cái tầng, mỗi tầng căn hộ như này, mình sẽ có một số cái anh chị sẽ cần lưu ý. Ví dụ như là mình sẽ có cái hệ thống bình cứu hỏa này.
Ở bên này mình sẽ có hệ thống thang thoát hiểm này. Đây, thang thoát hiểm. Rồi. Hệ thống thang thoát hiểm ở cửa này. Đó, thì ở đây là điện sẽ tự động sáng thôi. Ok. Đó. Thì ở bên này mình sẽ có một cái phòng kỹ thuật. Mình sẽ có một cái phòng kỹ thuật. Và bên này mình sẽ có phòng gom rác. Đây là phòng gom rác này anh chị. Đó. Thì khi mà mua nhà chung cư thì anh chị lưu ý là mình có thể tránh được cái căn hộ mà có phòng gom rác này thì tốt. Mặc dù cái phòng gom rác này nó được làm hai lớp cửa. Đấy, và rất sạch, lúc nào người ta cũng dọn dẹp sạch sẽ luôn. Đấy, mời anh chị vào tham quan thử. Đấy, thì mở ra trong này sẽ có hai loại rác. Đúng không ạ? Rác vô cơ và rác hữu cơ. Có hai ngăn, có một cái ngăn thông này để đảm bảo cái mùi nó không bị ra ngoài. Và luôn luôn cái phòng này sẽ được làm sạch sẽ anh chị nhé. Phòng này sẽ được làm sạch sẽ. Nên là kể cả anh chị có ở gần cái phòng rác này thì cũng sẽ không bị ảnh hưởng mùi đâu anh chị. Nhưng mà nếu mà cứ tránh được thì anh chị cứ tránh. Bởi vì mình cũng không muốn là khi mà mình mở cửa ra thì có ai đó đang đứng dọn rác ở đây, đúng không nào anh chị? Đó, thì phần này còn dành căn hộ. Căn hộ sẽ được bố trí đấy, cái so len như vậy. Và mình sẽ có một cái tiếp theo phòng cháy chữa cháy tiếp này. Và đây là cuối hành lang rồi. Đấy, khi ở Vinhome Smart City thì luôn luôn có một cái là cái hệ thống phòng cháy chữa cháy anh chị nhé. Cái hệ thống tự cảm biến khói rồi là nhiệt này. Và hệ thống camera an ninh sẽ đảm bảo luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay lại phía sảnh bên kia nhá, để xem là đằng đó thì có gì anh chị nhá. À, một cái nữa sẽ cần phải chia sẻ với anh chị. Đối với các căn hộ cao cấp hay là cái tiêu chuẩn thang máy, thì về tiêu chuẩn thang máy thì đối với các thang máy chung cư bây giờ là theo quy định của nhà nước là sẽ phải có tối đa là 250 người trên một thang máy, tức là rơi vào khoảng tầm 65 căn hộ trên một thang máy anh chị ạ. Thì đối với chung cư cao cấp thì lượng thang máy này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 45 căn hộ đến khoảng 50 căn hộ trên một thang máy anh chị nhé. Thì mình sẽ được đánh giá là căn hộ cao cấp. Và bên này, về phía sảnh bên này mình sẽ xem. Ở bên này thì sẽ có một lối thang thoát hiểm này. Đúng không ạ? Thang bộ thoát hiểm. Và chỗ này có cả thang hàng luôn. Ok, trong này có thang hàng luôn anh chị ạ. Ok. Bên này thì mình sẽ có một cái phòng kỹ thuật. Và dưới này thì mình sẽ có các bình chữa cháy, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Đối với các căn hộ, khi mà anh chị đi xem nhà chung cư thì đối với cái căn hộ thì mình sẽ có cái hệ thống phòng cháy chữa cháy này là rất là quan trọng, đúng không ạ? Để mà nó phát hiện cháy rồi là phát hiện khói, thì để mà có thể cảnh báo cho cư dân kịp thời và đúng lúc. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với cái đây. Đây là phòng căn hộ của tôi. Thế thì ở đây khi mà chúng ta vào đây, chúng ta sẽ có một cái chuông để bấm gọi và mọi người trong nhà sẽ biết và để mà mở cửa cho chúng ta, để tránh những cái trường hợp mà những người xấu hay là người lạ tiếp cận. Và mình sẽ có thêm một cái hệ thống camera ở đây nữa. Đấy, thì mình sẽ có thêm một hệ thống camera ở đây. Thì khi mà người biết thì người ta sẽ mở cửa ra cho mình. Và ở đây thì mình sẽ có một hệ thống cửa anh chị nhé. Mình sẽ có một cái hệ thống cửa ở đây. Thì là đối với bên Grand Sapphire này thì mình sẽ có cái khóa bấm số đó, thì mình nhập mật mã vào và mình sẽ bấm thôi. Đây ạ, đây là hệ thống khóa bấm số. Đấy, thế thì bây giờ đến căn hộ của tôi rồi, thì cũng xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video lần sau. Anh chị hãy like, share, comment để ủng hộ cho Zico TV. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video lần sau. Xin chào.